chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay công ty Thế Giới Máy Vạch xin giới thiệu đến các bạn một chiếc máy in siêu công nghiệp của nhãn hiệu Zipr. Model của máy là 22200XG4. Máy này có độ rộng đầu in là 8 in, có thể in được những con tem khổ rộng A4. Thì đây là kết cấu của máy, quý vị có thể xem. Đây là trục chúng ta để giấy. Đây là cuộn nhãn mực và đây là cuộn thu mực. Kết cấu bên trong máy như thế này. Máy rất là chắc chắn. Đây thì ngay sau đây tôi sẽ làm động tác in thử cho quý vị xem nhé. Đây mô đồ máy. Đây là khả năng in của máy. Không, chất lượng in rất là tuyệt vời. Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Mạc Vật xin hướng dẫn các bạn lắp giấy mực của máy Zipr 220XY4. Đầu tiên các bạn mở nắp máy lên. Đây có thêm các giấy. Bạn mở xuống. Đặt giấy vào. Sau đó đẩy vào, khớp, vừa khớp. Tiếp theo là lồng giấy qua. Sau khi lồng giấy qua, các bạn để mở vít để đẩy cái thân gác giấy vừa sát với giấy. Tiếp theo là vặn chặt vít lại để cố định lại giấy, không để giấy nó không bị chảy. Tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn lắp mực. Đây là cái trục để gắn mực vào. Tại vì mực rất bọc, nó sẽ rất khó lòn qua được đầu in, nên mình có thể xé một con tem. Dán vào đầu của mực. Sau đó lòn qua. Làm như vậy nó sẽ rất dễ. Và ok. Các bạn cuốn mực vào, cuốn thô. Các bạn đóng nó in lại.